Xin chào mọi người, đây có lẽ là video mà khiến em băn khoăn nhất, có nên làm hay không khi mà nhận được rất nhiều yêu cầu của mọi người đề nghị làm về bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Hà Nam. Khi đọc các bình luận thì có rất là nhiều người quan tâm đến bệnh viện hiện tại ra sao, có hoạt động hay không và tình hình sắp tới thì sẽ như nào. Với tư duy luôn là lạc quan và tích cực thì em luôn mong muốn đưa đến những điều tốt đẹp vào trong các video của mình, để mọi người vừa xem mà vừa nắm được thông tin, lại có thể thoải mái khi mà xem các video. Và cũng mong mọi người là luôn nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực nhé. Vì khó khăn nào, vướng mắc nào sẽ cũng sẽ được giải quyết hết mà. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ tổng hợp lại các thông tin về bệnh viện Bạch Mai cũng như tình hình bất động sản ở cái khu vực này. Hy vọng mọi người xem hết video ủng hộ em nhé. Ngày 25 tháng 3 năm 2019 thì phòng khám Bệnh viện Đa khoa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại thành phố Phủ Lý Hà Nam đã chính thức hoạt động và đón tiếp những bệnh nhân đầu tiên đến khám chữa bệnh. Lúc đó thì dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 mới hoàn thiện giai đoạn 1 nên chỉ đảm bảo được các chức năng như là khám ngoại trú và cấp cứu ban đầu. Đấy, với những trường hợp cần điều trị nội trú hoặc những kỹ thuật chuyên sâu thì có xe vận chuyển miễn phí đến cơ sở 1 ở trên Hà Nội. Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai thì có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày, với tổng diện tích sàn xây dựng trên 11.941 m², được xây dựng gồm có 1 tầng hầm và 6 tầng nổi. Khi hoàn thành thì đây sẽ là một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, hiện đại để chữa các bệnh nặng, chuyên khoa sâu như là tim mạch, nội khoa, ung bướu, thận tiết niệu, hô hấp, v.v. Đây là công trình bệnh viện hiện đại được xây dựng theo hướng tiếp cận mới, tạo nên sự thân thiện, tác động tích cực đến thời gian phục hồi của người bệnh, đồng thời cũng tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên y tế. Sau khi dự án hoàn thành thì người dân ở đây sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực Hà Nam, mà không phải Hà Nội hoặc đi lên nước ngoài chữa bệnh. Ngày 13 tháng 12 năm 2014 thì cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai được khởi công xây dựng tại xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, Hà Nam, bây giờ là phường Liêm Tuyền đấy mọi người. Tổng mức đầu tư dự án lên đến 4.990 tỷ đồng. Thời gian thực hiện xây dựng dự kiến từ năm 2014 đến năm 2017. Sau 9 năm khởi công và xây dựng, hiện tại thì cơ bản đã hoàn thành rồi. Khi xem bên ngoài thì em thấy sơn xi rồi kính kiếp cái thứ rất là ngon. Đấy, bên trong khuôn viên thì cỏ mọc hơi xanh tốt một tí. Trong đợt bùng dịch Covid-19 vừa qua thì bệnh viện này đã được thay đổi chức năng thành bệnh viện dã chiến để điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại khu vực Hà Nam và các tỉnh lân cận. Đến nay thì cơ bản các nhiệm vụ triển khai xây lắp đã đạt mức độ rất là cao, 80-90%. Tuy nhiên thì vẫn còn vướng mắc trong quá trình thanh toán, kết toán các dự án này. Bệnh viện Bạch Mai 2 trúng thầu là 1.990 tỷ đồng, nhưng mà giá thanh toán ước tính lên đến 2.430 tỷ đồng, tăng 440 tỷ đồng. Được biết thì ngày 12 tháng 6 vừa qua thì các thành viên của tổ công tác của Bộ Y tế đã họp để rà soát những khó khăn vướng mắc của dự án trên. Thì em cũng hy vọng là trong một thời gian tới thì những cái vướng mắc, những khó khăn sẽ được giải quyết và sau đó thì bệnh viện sẽ được đi vào hoạt động. Đây cũng là niềm mong muốn của rất là nhiều người, cũng như là cá nhân của em cũng như rất nhiều người trong tỉnh Hà Nam. Khi mà bệnh viện được đi vào hoạt động thì nó sẽ giúp giảm, thứ nhất là giảm tải ở trên Hà Nội này, thứ hai là bà con nhân dân đi khám nó cũng rất là gần, không những Hà Nam mà các tỉnh ví dụ như lân cận như là Nam Định này, Ninh Bình, Thái Bình, các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa họ ra đây họ rất là tiện, khi mà không phải đi lên Hà Nội nó chật hẹp, nó đông người, khi mà về đây thì nó sẽ rất là hợp lý. Một trước kia khi mà bệnh viện mới đi vào hoạt động thì có vài bác em cũng xuống đây khám mắt một thời gian, thì cũng bảo là ở dưới này các trang thiết bị cũng xịn xịn sò lắm chứ không phải là kém đâu. Thế nhưng mà cũng chắc là do một vài vướng mắc nên là bệnh viện đã không hoạt động đến bây giờ thì cũng đang là thấy cửa đóng then cài. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu xung quanh nhé. Và về vị trí thì cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai thì nằm trên trục đường quốc lộ 21B thuộc phường Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Chỗ này thì đặc biệt là rất là thuận tiện giao thông, đấy vì là có đường cao tốc CT01 Pháp Vân Cầu Giấy Ninh Bình. Từ đây thì mình có thể đi lên Hà Nội này, đi xuống Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, đấy, đi theo đường quốc lộ 21B. Thì chúng ta sẽ có thể đi ra đường Nam Định này, rẽ trái thì sẽ ra cầu Thái Hà, sang bên Thái Bình.
Mật độ phương tiện ở đây thì rất là dày đặc, làn xe để chạy thông suốt cả ngày lẫn đêm. Có thể nói là bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức là có hai vị trí giao thông cực kỳ thuận lợi. Ngay khi mà bệnh nhân đi từ các tỉnh lên bệnh viện Bạch Mai 2 thì sẽ rất là thuận đường, rút ngắn được cái thời gian cũng như là giảm tải được tuyến đường, giảm tải được bệnh nhân lên tuyến trên Hà Nội. Cơ sở hạ tầng đường xá và khu dân cư này thì cũng khỏi phải bàn luôn rồi. Đường lớn, dân từ trung tâm giãn ra thành phố, trung tâm thành phố giãn ra đây khá là đông. Xung quanh đây thì có các khu đô thị như là xeo 1, xeo 2, khu liêm chính, khu trường chuyên đấy. Và các dân cư thì chạy dọc theo đường Lê Duẩn, đường 68. Đường 68 thì nối liền từ liêm chính này qua sang bên kia cầu Lam Hạ. Và ở đây thì cũng đang xây dựng thêm trung tâm thương mại Gô Hòa Nam, nó đại loại nó như một cái siêu thị mọi người. Và dự án của Sun Group là dự án Lam Hạ Centerpoint. Ở đây thì sẽ là tổ hợp của khu đô thị này, nhà phố này, shop house và cao ốc. Đấy, cái đường 68 này khi đi qua tổ hợp trường Đại học Nam Cao này, đi qua trường xây dựng, trường FPT đến khu công nghiệp Đồng Văn 1, 2, 3, nó nối liền từ Phủ Lý lên Đồng Văn, nó gọi là một con đường kinh tế đấy, song song với đường Lê Công Thanh. Đấy thì tương lai là sẽ chạy trục như trục kinh tế kết nối từ Phủ Lý đến Đồng Văn. Về dân cư ở đây thì xung quanh là thành phố rất là đông. Đấy, đa phần là mọi người di chuyển từ trung tâm thành phố sang các vùng như là Lam Hạ này, Liêm Trung, Liêm Chính, Liêm Tuyền. Đấy, trên Flycam thì mọi người cũng có thể thấy là khu Phủ Lý thì dân cư rất là đông rồi. Rất nhiều nhà được xây dựng. Phủ Lý thì bây giờ hiện tại là đang rất là giàu đẹp, đấy, lâu đài, biệt thự mọc lên như nấm luôn. Gần thành phố thì các tiện ích rất là đầy đủ, đấy, như siêu thị, để trung tâm thương mại này, rạp chiếu phim, chỗ ăn chơi, nhảy múa, karaoke, hát hò này, các dịch vụ. Đấy, rất là nhiều, không thiếu thốn bất kỳ một cái gì. Đấy, xung quanh khu đô thị thì xung quanh bệnh viện ấy thì có các khu đô thị đang xây dựng. Thì hôm trước em đi qua thì thấy công nhân họ vẫn đang đổ các tấm đan. Đấy, hầu hết các lô đất ở đây thì theo em biết là họ cũng được bán rồi. Nhưng mà trên video mọi người thấy khá hoang mang, nó hơi hoang vắng chút. Và cũng chưa có nhà nào xây dựng, cơ bản là do họ cũng đang chờ chờ bệnh viện. Đây, các thông tin em đợt này em thấy là ở đây cũng có vẫn giao dịch mua bán bình thường nhé mọi người. Nhưng mà khu này thì em không chuyên lắm đấy, cho nên em cũng không rõ là giá cả bao nhiêu đấy. Ví dụ như anh chị em nhận nào mà mình biết về giá cả khu vực này thì mình bình luận bên dưới video nhé, để mọi người được biết. Đấy, khi mà anh em mình đầu tư bất động sản thì có câu nói là rủi ro thì đôi khi lại là cơ hội, hai điều đấy thì nó luôn đi song song với nhau đấy. Có những thứ mà nó quá rõ ràng thì chưa chắc nó đã là cơ hội đấy. Và nhiều người mua từ thời điểm đầu thì có sổ thì giá rẻ à. Nhưng mà cũng chưa biết được thế nào nữa, tại vì là bây giờ tình hình kinh tế nó cũng khó nắm bắt được trước đó. Còn đầu tư sớm hay muộn thì cũng tùy vào mỗi người có một chiến lược khác nhau đấy. Như hôm trước thì có khu đấu giá đất ở Trịnh Xá đấy, đất thành phố mà giá nhà quê đấy, bài đấy là còn được lên báo luôn đấy. Mới hôm trước có báo bên VTC họ vào, họ viết về khu đấu giá đấy. Đấy, rất là nhiều nhà đầu tư đã chốt lời cả 100 triệu chỉ trong một ngày đấy. Đấy, chắc chắn là khi mà làm giàu thì mọi người phải có gan, phải có gan liều đúng không? Đấy, nên là trong đầu tư bất động sản thì cũng chẳng ai dám nói hay, nói đúng thì với người này nhưng mà lại không đúng với người khác. Thì qua video thì em cũng gửi đến mọi người là khi đầu tư bất động sản thì mình cũng phải có một chút kiến thức này, cũng phải có một chút liều, một chút may mắn nữa thì mình mới có cơ hội thành công. Đấy. Và cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người có một tuần mới làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Chào mọi người.